Arjuna, Trung luận Madhyamakasastra, Hán dịch, Tam tạng Pháp sư Kumala Thập Kumarajiva, Việt dịch Thích nữ chân hiền, nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội PL, 2546 DL, 2003, chương 25, Quán Niết Bàn, hỏi, nếu tất cả Pháp không, không sanh cũng không diệt, đoạn cái gì, diệt gì, mà gọi là Niết Bàn, nếu tất cả Pháp không thì không sanh, không diệt. Không sanh, không diệt thì đoạn cái gì, diệt cái gì mà gọi Niết Bàn. Thế nên, tất cả Pháp không thể không. Bởi vì Pháp là bất không, cho nên đoạn các phiền não, diệt ngũ ấm gọi là Niết Bàn. Đáp, nếu các Pháp bất không, thì không sanh, không diệt. Đoạn cái gì, diệt gì, đó gọi là Niết Bàn. Nếu tất cả thế gian là bất không, không có sanh diệt. Đoạn cái gì, diệt gì mà gọi là Niết Bàn. Thế nên, hai cánh cửa có và không chẳng mở vào Niết Bàn. Được gọi là Niết Bàn. Không đắc cũng không đến. Không đoạn cũng không thường. Không sanh cũng không diệt. Ấy gọi là Niết Bàn. Không đắc không có gì là sở đắc đối với hành và đối với quả. Không đến, là không chỗ nào để đạt đến. Không đoạn, là năm ấm từ trước đến giờ rốt ráo không. Khi đắc đạo, nhập vô dư Niết Bàn cũng không có cái bị đoạn trừ. Không thường là, nếu có pháp nào có thể phân biệt được tức gọi là thường. Niết bàn là tịch diệt, không có pháp nào có thể phân biệt nên không gọi thường. Sanh diệt cũng vậy, tướng như thế gọi là niết bàn. Lại nữa, kinh nói niết bàn chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải vừa có vừa không, chẳng phải vừa chẳng có vừa chẳng không. Đối tất cả pháp mà không thọ, nội tâm tịch diệt. Đó là niết bàn, vì sao? Niết bàn không gọi có. Có thức tướng lão tử, không hề có pháp có, lìa tướng lão tử ra, nhận thấy thực tế rằng tất cả vạn vật đều sanh diệt là tướng già chết. Niết bàn nếu có thì cũng phải có tướng già chết, song điều ấy không đúng, cho nên niết bàn không gọi là có, lại không thấy lìa sanh tử riêng có pháp cố định nào gọi là niết bàn. Nếu niết bàn là có tức có tướng sanh diệt già chết, bởi vì lìa tướng già chết mà gọi là niết bàn. Lại nữa, nếu niết bàn là hữu, niết bàn tức hữu vi, không có pháp hữu nào, mà gọi là vô vi. Niết bàn chẳng phải là hữu. Vì sao? Tất cả vạn vật từ các duyên sanh khởi, đều là hữu vi không có một pháp nào gọi là vô vi. Vì pháp thường hằng được giả danh là vô vi, nhưng dùng lý suy xét, pháp vô thường còn không có huống là pháp thường hằng. Vì không thể thấy, không thể đắc. Lại nữa. Nếu niết bàn là hữu, làm sao gọi vô thủ? Không có một pháp nào, chẳng tư thủ mà hữu. Nếu nói niết bàn là pháp có, hữu thể, thì kinh tất không nên nói vô thủ là niết bàn, vì sao? Chẳng có pháp có, hữu thể, nào không có thủ mà hiện hữu. Thế nên niết bàn chẳng phải có, hữu thể, chấm. Hỏi, nếu có chẳng phải niết bàn thì không là niết bàn chăng? Đáp. Có còn chẳng niết bàn, huống là không ấy ư. Niết bàn không có hữu, chỗ nào sẽ có vô? Nếu có, hữu, chẳng phải niết bàn thì không? Vô, làm sao là niết bàn, vì sao, nhân có hữu nên có vô? Nếu không cái hữu làm gì có cái vô? Như kinh nói, trước có nay không thì gọi không? Vô, chấm, niết bàn không phải thế, tại sao? Vì chẳng phải là pháp có. Hữu, biến đổi thành không? Vô, nên cái không, vô, cũng chẳng trở thành niết bàn. Lại nữa, nếu niết bàn là không, vô, phẩy, làm sao nói không thủ? Chưa từng có vô thủ, mà gọi là pháp không, vô, chấm. Nếu nói không, vô, là niết bàn, thì kinh tất đã không nói, không chấp thủ là niết bàn. Vì sao, không có trường hợp nào không chấp thủ mà được gọi là pháp không? Vô pháp, chấm. Thế nên niết bàn chẳng phải không? Vô, chấm. Hỏi, nếu niết bàn chẳng phải hữu chẳng phải vô thì cái gì là niết bàn? Đáp, chấp thủ các nhân duyên, luân chuyển trong sanh tử. Không thủ các nhân duyên, ấy gọi là niết bàn. Bởi không biết như thật những điên đảo, nhơn năm thủ ấm mà qua lại trong sanh tử. Vì biết như thật các thứ điên đảo thì không trở lại chấp thủ năm thủ ấm qua lại sanh tử. Do năm ấm vốn không tự tánh chẳng còn tiếp nối trở lại, gọi đó là niết bàn. Lại nữa,
như trong kinh Phật dạy. Đoạn hữu, đoạn phi hữu. Thế nên biết, niết bàn, chẳng có cũng chẳng không. Hữu chỉ cho ba cõi. Phi hữu chỉ cho sự đoạn diệt của ba cõi. Phật dạy đoạn trừ hai sự này, nên biết niết bàn chẳng phải hữu cũng chẳng phải vô. Hỏi, nếu hữu hay vô đều không chẳng phải là niết bàn, nay hữu và vô chung hiệp, đó là niết bàn chăng? Đáp, nói sự hữu và vô, hiệp lại thành niết bàn. Hữu, vô tức giải thoát, điều ấy thì không đúng. Nếu nói sự hợp nhất hữu và vô là niết bàn, tức là hợp nhất hai điều hữu và vô thành giải thoát. Điều ấy không đúng. Vì sao? Hai sự thể hữu và vô trái nhau, làm thế nào cùng tồn tại ở một chỗ? Lại nữa, nếu nói hữu và vô, hiệp lại thành niết bàn. Niết bàn phi vô thủ, hai sự từ thủ sanh. Nếu hữu và vô hiệp thành niết bàn thì kinh không nên nói niết bàn là vô thủ. Vì sao? Hai điều hữu và vô từ thủ mà sanh, đối đãi nhau mà có. Thế nên hai điều hữu và vô chẳng thể hiệp thành niết bàn. Lại nữa, hữu, vô chung hiệp thành, làm sao gọi niết bàn? Niết bàn là vô vi, hữu vô là hữu vi. Hai sự thể hữu và vô chung hiệp không thể gọi niết bàn. Niết bàn là vô vi, hữu và vô là hữu vi. Thế nên hữu và vô chẳng phải niết bàn. Lại nữa, hai sự hữu, vô hiệp, làm sao là niết bàn? Hai sự không cùng chỗ, như sáng, tối bất đồng. Hai điều hữu và vô chẳng thể gọi niết bàn, vì sao? Hữu và vô mâu thuẫn nhau, không thể có chung một chỗ. Như sáng và tối không cùng chung. Thế nên, lúc có thì chẳng thể không, khi không thể chẳng thể có. Làm thế nào có và không chung hiệp mà gọi niết bàn? Hỏi, nếu hữu và vô chung hiệp chẳng phải niết bàn, nay chẳng phải hữu chẳng phải vô, nên là niết bàn chăng? Đáp, nếu phi hữu phi vô, gọi đó là niết bàn.